Ok, hello cả nhà mình ha. Dạ rồi ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Vậy thì ngày hôm nay Hiền sẽ đồng hành cùng với anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập mục tiêu cho tháng 9 năm 2024. Và trong buổi Zoom ngày hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà Hiền đã học tập và ứng dụng trong câu lạc bộ đã giúp cho Hiền đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống, từ mục tiêu về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và trước khi vào câu lạc bộ ấy, thì thu nhập của Hiền cũng mỗi tháng chỉ có 5 đến 6 triệu thôi. Hiền làm trong ngành y. Nhưng mà sau khi mà Hiền ứng dụng cái công thức thiết lập mục tiêu và được rèn luyện trong cái nhóm rèn luyện cho câu lạc bộ ấy, thì ngày hôm nay với thu nhập của Hiền đã gia tăng và giúp cho Hiền đã tự do về tài chính anh chị ạ. Và về mối quan hệ thì mình cũng ứng dụng cái công thức để mình có những mối quan hệ cực kỳ là chất lượng với người thân cũng như là những đối tác của đội nhóm của mình. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình cũng đang muốn tự do tài chính, muốn cơ thể khỏe mạnh và mối quan hệ hòa hợp hạnh phúc, thì anh chị có thể comment tô giúp Hiền được không ạ? Dạ tuyệt vời quá ha. Vậy thì trong hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cho anh chị, hướng dẫn cho anh chị cái bộ công thức, và đây cũng là công thức mà hàng tháng Hiền cùng với các anh chị đã ngồi lại với nhau để mà Hiền hướng dẫn cho anh chị cũng như là những anh chị người mới cũng như là anh chị những anh chị người cũ để mình biết cái cách mà chúng ta thiết lập mục tiêu và thiết lập mục tiêu như thế nào để mà chúng ta đạt được chính xác những mục tiêu mà mình đặt ra. Có anh chị nào ở đây mình cũng đã từng đặt mục tiêu cho mình không ạ? Nhưng mà tại sao mình không đạt được? Và sau đó là mình bỏ luôn ạ, bởi vì đặt mục tiêu ấy cũng đâu có đạt được đâu ạ. Yes, Hiền cũng đã từng như vậy đó anh chị. Và chỉ sau khi mà Hiền vào câu lạc bộ ấy, thì Hiền học được một cái bộ công thức. Và đây không phải là công thức đặt mục tiêu thông thường đâu ạ. Mà đây là bộ công thức đặt mục tiêu kết hợp với luật hấp dẫn. Để sau khi mà mình đặt mục tiêu ấy, thì mình có thể thu hút được những nguồn lực, những cái quý nhân hay là thu hút khách hàng đến để giúp cho mình đạt được chính xác những mục tiêu mà mình mong muốn anh chị ha. Luật hấp dẫn bảo rằng là gì ạ? Cái gì có bên trong thì sẽ có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc đều diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là ở bên trong đầu của bạn và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Vậy nên để mà anh chị có một tháng gồm xuôi gió, thu hút tiền bạc, công việc thuận lợi, cơ thể khỏe mạnh này và mối quan hệ hòa hợp, hạnh phúc, thì những cái điều đó chúng ta phải có bên trong trước anh chị ha. Yes. Và ngày hôm nay thì Hiền sẽ làm mẫu cho anh chị tháng một tháng ha. Và những cái tháng sau ấy thì anh chị cũng sẽ làm đúng theo như vậy nhé. Làm đúng theo công thức như vậy được không anh chị ơi? Yes. Ví dụ như là anh chị muốn thu nhập gia tăng bao nhiêu này, công việc kinh doanh của mình phát triển như thế nào này, mình muốn thăng chức thăng cấp như thế nào này, muốn có sức khỏe như thế nào, nặng ra làm sao này, số đo ba vòng như thế nào này, mối quan hệ của mình hòa hợp như hạnh phúc ra sao này, và chính mình sẽ vẽ nên cái tử vi cho mình luôn anh chị ha. Thay vì như hồi xưa là Hiền biết tới một trường câu lạc bộ ấy, thì mỗi năm mình cũng hay đi xem tử vi lắm để xem là năm nay cuộc sống của mình như thế nào. Có anh chị nào mình cũng hay đi xem tử vi không ạ? Khó hả? Nhưng mà kể từ khi mà Hiền tham gia môi trường câu lạc bộ ấy, thì Hiền biết được rằng là mình có thể làm chủ được cuộc đời của mình hoàn toàn thông qua những cái suy nghĩ, cái cảm xúc và hành động của mình luôn anh chị. Nếu như mình luôn hướng về những điều tốt đẹp ấy, thì mình sẽ luôn thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. Nên là khi mà Hiền biết được cái điều này thì Hiền đã luôn chuẩn bị trước bên trong tâm trí của mình tất cả mọi thứ, ở những cái mong muốn mà trước khi mình bắt đầu một cái việc gì đó. Dạ chính xác rồi ạ. Mình không cần phải lên mạng xem tử vi nữa đâu anh chị ha. Hiền từng có đọc một câu chuyện trong cái cuốn sách đó là Hành trình về phương Đông ấy ạ. Thì trong đó có một câu chuyện như này nè. Có một nhóm nhà khoa học ấy, và họ đi tìm hiểu về cái sự bí ẩn trong tâm linh, và họ đã tìm đến một cái nhà chiêm tinh học. Cái vị này thì cực kỳ là giỏi xem các sao chiếu mệnh các thứ ấy. Khi các nhà khoa học này tìm đến thì mới hỏi xem là khi mà ngài xem sao cho người khác ấy, thì có bao giờ ngài xem cho chính mình hay không? Thì cái vị này mới trả lời là tờ của vị ý thì vị ý đã bỏ đi lâu rồi. Và các nhà khoa học lúc này mới ngạc nhiên hỏi là ủa vì sao vậy, tại sao mà ngài xem cho người khác mà lại không xem cho chính mình? Cái vị này mới trả lời rằng là bởi vì kết quả xảy đến với cuộc đời của mình ý là đều do từ những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái hành động của mình thu hút đến, nên là tôi chỉ cần làm chủ những cái suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mình thôi là tôi đã có thể làm chủ được cuộc đời của mình rồi, nên thành ra là tôi không có xem cho chính tôi nữa. Yes. Vậy những cái nhà khoa học mới hỏi rằng là vậy nếu trong cuộc đời sống của ngài ấy, mà gặp những cái điều gì đó không thuận lợi thì sao? Thì ngài ấy trả lời rằng là nếu như tôi gặp những điều gì không thuận lợi trong cuộc sống ấy, thì tôi chỉ có việc đó là cầu nguyện về những điều tôi mong muốn thôi. Đây là câu chuyện có thật nha mọi người nha. Yes. Hay là Hiền cũng có đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh ấy, thì thầy thiền sư cũng có chia sẻ là mình có thể làm chủ được cuộc đời của mình hoàn toàn nha anh chị. Dạ. Những cái sự kiện đến với cuộc đời của mình ý, đều là do những cái suy nghĩ, cảm xúc, những cái hành động của mình thu hút về.
Nên là chỉ cần mình làm chủ được những cái suy nghĩ của mình, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được những cái lời nói, những cái hành động của mình ấy, để luôn hướng về những điều tốt đẹp, tích cực, thì mình có thể thu hút được những điều tốt đẹp, tích cực đến với cuộc đời của mình. Chính xác rồi ạ. Và từ khi mà Hiền thấu hiểu được cái điều này nhá, thì mình mới bắt đầu tập trung làm chủ lại những cái suy nghĩ, cảm xúc, cái lời nói và cái hành động của mình, luôn luôn hướng về những cái điều mà đẹp và tích cực thôi ha. Hay lắm anh chị. Khi mà anh chị làm chủ được những cái điều này thì thông qua luật hấp dẫn, những cái gì giống nhau sẽ hút nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào cũng cung đấy anh chị. Cái gì có trong đầu sẽ có trên tay, mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là trong đầu và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nên thành ra là mình muốn hút cái điều gì diễn ra bên ngoài cuộc sống của mình ý, thì mình cần phải làm chủ bên trong của mình trước. Dạ chính xác rồi, làm chủ tâm trí của mình đó ạ. Nếu như mà anh chị không tin ý, thì anh chị thử kiểm tra lại xem có đúng không nhá. Ví dụ cái nhà mà anh chị đang ngồi đó, có phải là trước đó cái ngôi nhà này cũng từng nằm trong tâm trí của mình không ạ? Yes. Hoặc là cái công việc mà anh chị đang làm này, thì có phải là trước đó có phải mình cũng đã từng nghĩ tới và mình cũng từng mong muốn không ạ? Hoặc là cái chiếc xe mà anh chị đang chạy, có phải là hồi xưa mình cũng đã từng nghĩ tới không ạ? Hoặc đơn giản là người chồng, người vợ của mình ý, có phải là trước đây anh chị cũng đã từng nghĩ là à sau này mình chỉ cần cưới một cái người chồng yêu thương mình thôi? Hay là anh chị từng nghĩ là mình phải có một cái người vợ, người chồng như thế nào, như thế này, như thế kia? Thì cái suy nghĩ bên trong tâm trí của mình ý, nó đều trở thành sự thật. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có một cái quy luật của vũ trụ. Hồi xưa ấy, mà mình đi học ấy, có một cái định luật là không có gì tự sinh ra và cũng không có gì tự mất đi, mà nó sẽ liên tục tiếp nối, liên tục được chuyển hóa. Đây được gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Yes. Và khi mà mình quan sát cuộc sống ấy, thì mình thấy là đúng là như vậy. Cuộc sống của chúng ta ấy, nó sẽ không mất đi, mà nó sẽ liên tục được tiếp nối thôi, đúng không anh chị? Chứ nó không mất đi đâu ạ. Ví dụ nhá, như là anh chị gieo một cái hạt bắp ấy, thì từ hạt bắp đó nó chuyển sang cây bắp, sau đó là mình đào cái đất lên thì mình không thấy hạt bắp đâu nữa. Vậy thì cái hạt bắp đó có biến mất không ạ? À dạ không ạ, mà nó chuyển thành cây bắp rồi, đúng không anh chị? Và cây bắp lại tiếp tục ra trái bắp, cứ tiếp nối liên tục như vậy. Và cuộc sống của chúng ta nó cũng y chang như vậy luôn anh chị, nó là sự tiếp nối anh chị ha. Dạ chính xác rồi ạ. Vậy thì mỗi ngày những cái suy nghĩ, những cái lời nói của mình, cảm xúc và những cái hành động của mình ý, cho đi ra ngoài vũ trụ, thì theo anh chị nó có mất đi không ạ? Mất đi không anh chị? Ví dụ nha, bây giờ ngồi rảnh quá, không có việc gì làm, rảnh quá ngồi suy nghĩ lung tung, và mình nói rằng là tôi nghĩ vu vơ thôi, chắc là không có ảnh hưởng gì đâu, nói cho vui miệng thôi mà. Nhưng mà Hiền xin nói với anh chị rằng là cái suy nghĩ vu vơ của mình ý, nó không có mất đi đâu ạ. Mà nó sẽ được cho ra ngoài vũ trụ. Những cái tần số suy nghĩ cảm xúc của mình nó cũng có năng lượng nha. Chỉ có điều là mình không nhìn thấy ra thôi. Mình không nhìn ra thôi anh chị ạ. Và nó sẽ tiếp nối đi đâu anh chị biết không ạ? Nó sẽ tiếp nối trong cuộc sống của mình chứ đâu anh chị. Thiệt mà. Tài chính của anh chị hiện tại nó cũng được tiếp nối bởi những cái suy nghĩ của anh chị đó. Anh chị kiểm tra lại xem, khi nhắc về tiền, những ngày tháng qua khi mà anh chị suy nghĩ như thế nào về tình hình tài chính của mình ạ? Nếu như mà anh chị suy nghĩ là trời ơi, sao mà tình hình kinh tế khó khăn ý, mình làm kinh tế không được như xưa nữa, bây giờ kiếm tiền nó khó lắm, làm gì cũng khó khăn, và bây giờ tài chính của anh chị y chang như vậy luôn. Hay là nghĩ là tôi không có đủ tiền mua cái này mua cái kia, thì đúng là tình hình tài chính của mình ý, hiện tại ý, là không đủ tiền để mua thật. Tức là kết quả hiện tại nó chỉ phản chiếu lên từ suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mình thôi anh chị ạ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là muốn thay đổi kết quả bên ngoài thì mình cần phải xoay vào bên trong để mình thay đổi bên trong trước. Anh chị hay nghe câu là hãy phát triển bản thân mình lên thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Có nghĩa là mình học hỏi thêm những niềm tin, tư duy mới của những người thành công, thì khi mà suy nghĩ thay đổi thì kết quả bên ngoài tự khắc nó sẽ thay đổi. Ok, vậy thì trước khi mà Hiền hướng dẫn cho anh chị đặt mục tiêu ấy, thì Hiền sẽ chia sẻ cho anh chị một số cái hình ảnh mà Hiền đã đặt mục tiêu để Hiền đạt được kết quả của mình như thế nào anh chị nhé, để cho anh chị có niềm tin hơn, được không ạ? Ok anh chị đợi Hiền một xíu nhé, Hiền chia sẻ màn hình ha. Ok anh chị nhìn thấy màn hình của Hiền chưa ạ? Đây là Hiền đặt mục tiêu về tài chính anh chị ạ.
Và vào ngày mùng 1 tháng 7 thì mình có viết xuống mục tiêu này và Hiền đặt đăng Zalo chế độ mình tôi anh chị. Và Hiền đặt là lợi nhuận là 20 triệu vào tháng 7, thì đến ngày 26 tháng 7 thì Hiền đặt về con số lợi nhuận là 51 triệu 400, 51 triệu 400. Vi diệu không ạ? Và đây là mục tiêu tháng 8 này anh chị. Cũng ngày mùng 1 tháng 8 Hiền viết mục tiêu xuống và đăng Zalo chế độ mình tôi này, và đến ngày 27 tháng 8 thì Hiền đã đạt về con số lợi nhuận là 69 triệu 200. Vi diệu không anh chị? Đây là tiền trong tâm trí này, Hiền khoái tiền đô lắm anh chị ạ. À, đây là tiền trong tâm trí, đây là tiền trong tâm trí anh chị nhé. Cái này là tiền trong tâm trí này đó, còn đây là biến ra ngoài, tiền ra ngoài đời thực là con chị, tiền về tài khoản anh chị này. Vi diệu anh chị, tháng 8 Hiền đặt lợi nhuận là 50 triệu anh chị. Hiền đang Zalo chế độ mình tôi á, cái này này anh chị nhìn, cái này này là tất cả những cái số tiền trong tâm trí nha anh chị nhá. Và Hiền đã làm những cái phương pháp mà câu lạc bộ đã hướng dẫn, từ cái phương pháp đây này, đó là viết tấm séc nhiệm màu này, thứ hai là có thể là chụp lại cái màn hình banking tài khoản của mình này, sau đó là điền cái số tiền mà mình muốn đạt được trong cái tháng đó vào, và mình có thể đặt lên làm hình nền điện thoại hoặc là hình nền laptop MacBook ấy. Còn như Hiền là Hiền sẽ in ảnh ra luôn, trực tiếp ra ngoài luôn anh chị này, và mình làm biến giấy thành tiền đó. Thì anh chị có thể là lấy cái tờ giấy A4 của mình ra, sau là mình cắt thành những cái tờ bằng cái số tiền to nhất của mình là đồng 500 ngàn ấy, và mình cắt đủ một cái cọc tiền với đúng cái số tiền lợi nhuận mình muốn đạt được để mình đếm anh chị, biến giấy thành tiền. Đây là phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn biến giấy thành tiền của câu lạc bộ đã hướng dẫn cho anh chị đó. Cái này là phương pháp của tỷ phú Tony Robbins đó anh chị, rất là hay luôn anh chị nhé. Và mình cũng viết mục tiêu đăng Zalo chế độ mình tôi anh chị nhé, cái này là câu lạc bộ hướng dẫn cho mình rất là nhiều ấy, và Hiền cũng làm y chang câu lạc bộ hướng dẫn cho anh chị ạ. Và cuối cùng là Hiền đến ngày mùng 1 tháng 8 Hiền đặt mục tiêu, thì đến ngày 27 tháng 8 là Hiền đặt chính xác mục tiêu anh chị này, vượt mục tiêu ấy chứ, vượt mục tiêu ấy. Thì đây là về tài chính anh chị nhé. Còn đây là Hiền đặt mục tiêu là để Hiền sở hữu chiếc laptop mà Hiền yêu thích anh chị này. Hiền cũng đăng Zalo chế độ mình tôi này. Ừ. Hiền đăng vào tháng 2 thì tháng 3 là Hiền đạt được này. Hiền cũng đặt mục tiêu đăng Zalo chế độ mình tôi để mình sở hữu chiếc xe SH Mob mà mình muốn này anh chị này. Hay là đây là Hiền đặt mục tiêu để Hiền sở hữu được cái một cái công việc mơ ước anh chị ạ. Rất là tuyệt vời luôn anh chị. Và bây giờ Hiền đang làm cái công việc mà đúng như thế này luôn chị. Công việc hiện tại Hiền đang làm nó đúng y chang như những gì mà Hiền đã viết xuống anh chị này. Hay lắm anh chị ạ. Hay như đây là về sức khỏe này, Hiền đặt mục tiêu về sức khỏe này anh chị này. Hiền cũng đã in hình của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh anh chị, của chị Ngọc Trinh ấy, thì Hiền cũng đã viết xuống cái mục tiêu về về sức khỏe vóc dáng của mình anh chị này, sự cân nặng và số đo ba vòng như thế nào, và Hiền cũng dán vào làm bảng tầm nhìn của Hiền luôn. Dưới này là bảng tầm nhìn của Hiền, Hiền cũng dán hình chị Ngọc Trinh này, và Hiền cũng dán hình của chị Ngọc Trinh, hình in ra này, hiện tại về thương Hiền in ra, Hiền dán vào cuốn sổ hình ước mơ đấy, và Hiền viết mục tiêu của mình ra này anh chị này đó. Và đây là hình ảnh trong tâm trí nha, về cơ thể vóc dáng mình muốn này, và đây là hình ảnh ở ngoài đời thực của hiện tại của Hiền nè. Hình này là Hiền mới cập nhật luôn này, hình này Hiền mới cập nhật đây tầm khoảng 1 tuần luôn anh chị, mới chụp cách đây tầm 1 tuần đó. Đó, đây là hình ảnh trong tâm trí đây này, trước khi mà Hiền làm cái mục tiêu này và làm cái bảng tầm nhìn này thì vóc dáng là lúc đó của Hiền là như thế này này anh chị nè, đây nè đó. Lúc mà Hiền viết mục tiêu xuống, dán hình ảnh chị Ngọc Trinh ấy, là sáng của Hiền là như thế này anh chị này, là cái vòng hai của Hiền ấy nó rất là mỡ, nó không có được được thon đâu anh chị đó. Và sau khi mà Hiền viết mục tiêu xuống đó, sau khi Hiền viết mục tiêu và làm bảng tầm nhìn ấy đây này, thì sau tầm khoảng một thời gian mấy tháng thôi là vóc dáng của Hiền là như thế này anh chị này đó, tuyệt vời không anh chị. Đây là vóc dáng hiện tại của Hiền nha anh chị nha, tuyệt vời không anh chị ơi. Thì đó là về sức khỏe của mình nhá. Còn về mối quan hệ thì mình cũng có những mối quan hệ cực kỳ là chất lượng với lại những doanh nhân trong câu lạc bộ Trọng Tài Hoa Vàng, những mối quan hệ cực kỳ là chất lượng với những người thành công và giàu có anh chị ạ. Đây là Hiền chụp hình với lại chủ tịch Trịnh Huy này, đây là doanh nhân Nguyễn Diễm này anh chị, và đây là Hiền chụp hình với lại chị doanh nhân Nhung Nguyễn, là một người mà đã đồng hành cùng với Hiền từ những ngày đầu tiên, đã hỗ trợ cho Hiền rất là nhiều luôn anh chị ạ. Hay đây là những anh chị mà trong những anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ Trọng Tài Hoa Vàng này anh chị này, tuyệt vời không anh chị đó, những anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ là xinh đẹp ha. À, và đây là đội nhóm của Hiền anh chị ạ. Đây là đội nhóm của Hiền tham gia vào cái chương trình apply tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 vừa rồi anh chị ha. Đó, đây là đội nhóm của Hiền anh chị ha. Rất là tuyệt vời anh chị ha. Hàng ngàn anh chị đã tham gia buổi apply của câu lạc bộ, rất là tuyệt vời luôn. Được làm những cái quy trình rất là tuyệt vời, những cái quy trình hút năng lượng của vũ trụ ấy, rất là đỉnh cao luôn anh chị ạ, và được làm từ trực tiếp chủ tịch Chính Huy làm cho mình anh chị ạ, rất là tuyệt vời luôn. Đây là đội nhóm của Hiền anh chị ha, có mặt tại buổi apply câu lạc bộ anh chị ha. Đó, tuyệt vời không anh chị ơi. Thì đó là những cái mục tiêu của Hiền anh chị nhé.
Đó là những cái mục tiêu mà Hiền đã viết xuống và mình đã đạt được, từ về cả mối sức về sức khỏe này, về mối quan hệ này và cả về tài chính anh chị nhá. Anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và anh chị có mong muốn là mình cũng đạt được những mục tiêu như vậy không ạ? Từ tài chính này, sức khỏe và mối quan hệ như thế không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt mục tiêu anh chị ha. Để mà đạt được những cái điều như thế thì chúng ta phải đặt mục tiêu. Vậy thì nếu như anh chị muốn tháng này hay là cả năm 2024 còn lại thay đổi thì anh chị phải thay đổi ở đâu trước ạ? Nếu mình muốn thay đổi kết quả bên ngoài thì bây giờ mình phải thay đổi ở đâu trước ạ? Phải thay đổi suy nghĩ bên trong tâm trí của mình trước á. Yes. Chứ không phải là nghĩ là năm nay mình phải đi kiếm một cái công việc gì đó tiền lương cao hơn để mình nhảy vào mình làm. Thì anh chị ơi, nếu như mình thay đổi bên ngoài ấy, mà không thay đổi bên trong ấy, thì Hiền nói với anh chị là kết quả cũng chẳng thay đổi được đâu ạ. Tại vì sao ạ? Vì suy nghĩ sẽ tạo nên cảm xúc, và cảm xúc dẫn tới hành động, và hành động tạo ra kết quả. Nếu như mình chỉ thay đổi hành động mà không thay đổi suy nghĩ thì cũng chả có kết quả gì đâu anh chị. Anh chị thử nhìn lại xem ạ. Mình thay đổi nhảy qua với hết bao nhiêu công việc ngành nghề rồi, nhảy qua biết bao nhiêu là cái công việc rồi, nhưng mà kết quả thay đổi chưa? Hay là thu nhập bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu ạ? Cuối cùng là mình không giữ được tiền. Lý do vì sao ạ? Vì mình cũng chăm chỉ cần mẫn mà, nhưng mà tại sao lại không tạo ra kết quả? Là vì trong suy nghĩ của mình không có suy nghĩ nào là của người thành công và giàu có hết. Vậy thì bây giờ muốn có kết quả thành công và giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc thì mình cần phải biết được rằng là những người thành công ấy và giàu có mỗi ngày họ cho đi những cái suy nghĩ gì và họ có những cái hành động gì. Vì đây là gốc rễ anh chị nha. Nhất nên là Hiền mới tham gia vào môi trường câu lạc bộ ấy, thì người thầy của Hiền đó là anh doanh nhân anh Trịnh Huy có hỏi một câu rằng là Hiền muốn có cuộc sống giàu có, thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, thì Hiền có biết những người đang thành công và giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc ấy họ có suy nghĩ cái gì không? Cái Hiền trả lời là dạ em không biết ạ. Trả lời tỉnh bơ luôn, dạ em không biết ạ. Thật sự mà là đâu biết, đâu có biết đâu ạ. Chứ nếu như mình biết thì mình cũng đã có cái đó rồi đúng không anh chị? Nên thành ra là lời khuyên của Hiền dành cho anh chị nào có mặt trong cái buổi Zoom này, nếu như mà anh chị mong muốn là năm 2024 là một năm mà anh chị thu hút sự thành công và giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc ấy, thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình cần phải bắt đầu học hỏi, phát triển cũng như là cài đặt những cái suy nghĩ của những người thành công và giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc vào bên trong tâm trí của mình. Phải học thôi, học cái cách nghĩ đó anh chị ạ. Yes, ví dụ người triệu phú họ nghĩ là tôi là nhà quản lý tiền xuất, còn người chưa thành công về tài chính thì họ nghĩ như thế nào ạ? Nói thiệt đi ạ, thường ngày anh chị nghĩ như thế nào về tiền ạ? Hồi xưa trước khi mà vào câu lạc bộ ấy thì suy nghĩ của Hiền là như này nè. Tôi làm ra bao nhiêu tiền ấy cũng hết bấy nhiêu tiền, làm ra bao nhiêu tiền ấy cũng đi đâu hết ấy, chẳng còn đồng nào trong túi cả, kiếm tiền khó lắm. Sau này khi vào câu lạc bộ ấy, mình tiếp xúc với người giàu ấy thì mình mới biết là họ có suy nghĩ là tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc rồi gì nữa ạ. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Đó, họ nghĩ vậy đó anh chị. Còn mình thì tiền lương vừa về cái là đem đi trả tiền hóa đơn, tiền ăn, tiền điện, tiền nhà, tiền mua sắm các thứ. Vậy thì anh chị thấy khác nhau chưa? Anh chị ghi đóng khung lại giúp Hiền, đó là nếu như muốn năm 2024 còn lại của mình tự do tài chính, thịnh vượng tài chính thì trước tiên thay đổi học suy nghĩ theo người giàu, theo người thành công. Vậy thì bây giờ học ở đâu? Vậy thì Hiền chỉ luôn này. Bây giờ học nghĩ theo người giàu ấy thì học ở đâu? Mà bây giờ xung quanh mình ấy toàn là những người giống mình ấy thì sao mà học? Đúng không? Nên là Hiền chỉ luôn này. Để mà anh chị học được cách nghĩ của người giàu ấy thì thứ nhất là anh chị cần phải đọc giúp Hiền ba quyển sách. Một là cuốn Sức mạnh tiềm thức. Hai là cuốn Bí mật tư duy triệu phú. Đây là cuốn sách mà ông T.H. Eker ấy, ông là một đa triệu phú đô la, và ông ý đã đi phỏng vấn hơn 500 người triệu phú khác để tìm hiểu xem những cái người triệu phú ấy họ có suy nghĩ gì, có cảm xúc và hành động gì. Và ông ý đã viết lại trong cái cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Và khi mà anh chị đọc cuốn sách này ấy, anh chị sẽ biết được cái cách nghĩ của người giàu. Yes. Cuốn thứ ba đó là cuốn Người giàu có nhất hành Babylon, giúp cho anh chị học cách quản lý tiền. Đây là cuốn mà được gọi là cuốn dạy cách quản lý tiền hay nhất mọi thời đại. Yes. Đây là ba cuốn sách nền tảng
Và Hiền khuyên là anh chị nào mình chưa có thì anh chị nên đọc đi ạ. Ít đọc đi ạ. Nếu như muốn thành công về tài chính, muốn tự do về tài chính thì phải đọc nha. Ở đây Hiền không bán sách đâu anh chị. Anh chị có thể là ra nhà sách để mua nhé. Mình đọc và ứng dụng, đầu tiên là đọc ba cuốn sách, và thứ hai là anh chị cần phải tham gia đầy đủ những buổi Zoom của câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Bởi vì sao ạ? Trong những buổi Zoom ấy thì sẽ có những doanh nhân cực kỳ thành công, những triệu phú bằng xương bằng thịt đã học trong câu lạc bộ và ứng dụng thành công rồi. Nên là khi mình vào Zoom ấy, mình liên tục được học những suy nghĩ, cách cảm xúc và hành động của người thành công và giàu có. Kiểu là mưa giờ mới thấm lâu đó. Nên mình cứ tiếp xúc nhiều ấy thì thời gian sau ấy là bên trong của anh chị toàn là tư duy, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của những người giàu luôn anh chị. Ừ, hay lắm anh chị. Và hiện tại thì câu lạc bộ có 3 buổi Zoom, đó là Zoom 4:30 sáng sẽ giúp cho anh chị làm quy trình năng lượng buổi sáng của tỷ phú Tony Robbins và giúp anh chị hiểu những quy luật về vũ trụ, thực hành lòng biết ơn. Cái Zoom thứ hai là 12 giờ trưa và Zoom thứ ba là 8:30 tối ha. Được chưa ạ? Và cái yếu tố thứ ba là mình phải thực hành, học và thực hành nha anh chị. Học là phải rèn luyện thực hành nha. Mà thực hành ấy, thực hành một mình ấy thì nó không có dễ đâu anh chị, nên là mình cần phải có môi trường để thực hành. Có môi trường sẽ hiệu quả hơn, và anh chị có thể là tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ để là chúng ta cùng nhau thực hành nhé. Yes. Thứ tư, khi mà anh chị gia tăng giá trị bản thân của mình rồi ý, và anh chị muốn gia tăng thu nhập thì sao ạ? Có một công thức, đó là những cái gì bạn nhận được bằng tư duy gốc rễ của mình với cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Nên là anh chị cần gia tăng tư duy của mình lên, cộng với cái việc là mình phải nâng cao giá trị bản thân của mình lên. Khi mà nâng cao giá trị bản thân của mình lên rồi ý, thì sao ạ? Thì phải học cách làm sao mà để giúp đỡ và trao giá trị cho nhiều người nhất. Vì khi mà anh chị trao giá trị cho nhiều người ý, thì mình mới có nhiều tiền được anh chị ạ. Đó là công thức. Thì cái bước thứ tư này anh chị nên tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân Chạm Tay Hóa Vàng để làm gì ạ? Để giúp cho anh chị gia tăng những cái kỹ năng để giúp đỡ cho mọi người nha anh chị nha. Đó là cái lộ trình để giúp cho anh chị có thể là gia tăng được cái dòng tiền của mình, đạt được cái mục tiêu của mình anh chị ha. Ok chưa ạ? Rồi ạ. Và đến bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho anh chị cái công thức đặt mục tiêu thông minh trong tháng 9 này nhé. Và sau khi có công thức này rồi thì anh chị sẽ tự làm cho mình trong suốt, xuyên suốt những tháng tiếp theo được không ạ? Ok cả nhà ha. Sau khi mà anh chị sử dụng công thức này, anh chị có thể khai phá được con người phi thường bên trong của mình. Và chính công thức này sẽ thu hút cho anh chị những cái nguồn lực, có thể là con người mới, kiến thức mới, công cụ mới hút đến để giúp cho anh chị đạt được mục tiêu mà anh chị đặt ra. Yes, đầu tiên anh chị ghi xuống này. Đầu tiên là mục tiêu của anh chị cần phải có sự đơn giản và cụ thể. Ví dụ, Hiền hỏi là tháng này anh chị muốn cái gì, thì mình không thể nào bảo rằng là à chị muốn có nhiều tiền. Nhiều tiền thì chưa có cụ thể đâu anh chị. Nhiều tiền là bao nhiêu tiền? Mình nói nhiều tiền thì chính mình còn không biết là mình muốn bao nhiêu tiền nữa cơ. Đúng không anh chị? Thì nếu như mình không biết là mình muốn bao nhiêu tiền ý, thì làm sao mà có được. Hay bảo là tôi muốn giàu có, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái định nghĩa giàu có khác nhau. Có người thì họ chỉ cần có 10 triệu một tháng thôi và có một căn nhà nhỏ đủ ở thôi là được rồi, là họ đã gọi đó là thành công rồi. Nhưng mà một số anh chị khác nhiệt kế tài chính cao ấy, thì anh chị muốn thu nhập phải 9 con số trở lên cơ, nhà là phải biệt thự, đi siêu xe, thì như vậy tôi mới gọi là thành công. Nên là mỗi anh chị có cái sự định nghĩa về thành công giàu có khác nhau, nên là mục tiêu đặt ra là phải cụ thể anh chị ha. Đặt càng cụ thể thì càng dễ đạt được. Được chưa ạ? Đó là yếu tố thứ nhất. Anh chị ghi xuống yếu tố thứ hai này. Yếu tố thứ hai là phải đo lường được. Hiện ví dụ tháng 9 năm 2024, anh chị mong muốn đạt được mục tiêu tài chính của mình là bao nhiêu tiền? Ví dụ, thu nhập tháng trước của mình là 20 triệu, thì tháng này anh chị có thể đặt lên đôi nên là 40 triệu. Con số này đơn giản, cụ thể và phải đo lường được chính xác cái số tiền mình muốn luôn ha. Ví dụ, hôm trước có một chị hỏi Hiền là chị chỉ có cảm xúc với con số 1 tỷ thôi. Xong Hiền mới hỏi là vậy thì 2 tháng trước thu nhập của chị là bao nhiêu? Chị nói là 2 tháng trước thu nhập của chị là 10 triệu một tháng. Nhưng mà chị chỉ có cảm xúc với con số 1 tỷ được không? Dạ được chứ. Chị có cảm xúc với con số đó thì được. 1 tỷ đó là mục tiêu dài hạn mà mình hướng tới. Vậy thì để đạt được mục tiêu 1 tỷ đó thì có phải là mình đầu tiên
mình phải có 10 triệu tăng lên 20 triệu, mình tăng lên 30 triệu, 40, 50, lên dần là dần dần là 100 triệu. Và khi mà lên 100 rồi thì mình mới biết cách, biết cái công thức có được 100 triệu thứ hai, 100 triệu thứ ba, thứ tư, rồi là mình có 1 tỷ. Yes. Tức là sao ạ? Tức là khi mình đặt ra cái mục tiêu 1 tỷ đó thì mình phải biết rằng là cái số tiền 1 tỷ đó nó sẽ bằng tư duy gốc rễ nội tại của mình, tức là tần số tư duy của mình nó bằng với 1 tỷ cộng với cái giá trị mà mình trao đi cho cộng đồng, nó phải tương đương ứng với 1 tỷ. Anh chị hiểu không ạ? Nếu bên trong của mình có thì bên ngoài của mình sẽ có con số 1 tỷ. Nhưng mà tất nhiên muốn đạt được con số 1 tỷ ấy thì mình phải đi qua con số thu nhập là 10, rồi tăng dần dần lên theo đối mức tư duy gia tăng. Được không anh chị? Muốn đạt được con số 1 tỷ thì mình phải đi qua con số là thu nhập là 10 triệu trước, rồi tăng dần lên theo lối mức tư duy giá trị bản thân mình trao đi cho cộng đồng. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị rõ phần này comment tôi giúp Hiền ạ. Vậy thì mục tiêu ngắn hạn ở đây là gì ạ? Đó là khi mình phát triển tư duy dần lên. Vì anh chị biết rằng là tiền ý, nó là thước đo để cho các anh chị phát triển và trao đi cho cộng đồng là bao nhiêu. Chứ không phải là tiền là thứ gì ở trên trời nó tự rơi xuống nha. Không phải nha. Không phải cứ nhắm mắt lại tưởng tượng là tự nhiên tiền nó rơi vô đầu mình đâu ạ. Tiền nó là thước đo để anh chị biết rằng là à, tư duy của mình đang đến đâu, cái giá trị của mình trao đi cộng đồng nó là bao nhiêu. Nếu như lợi nhuận anh chị đạt được là 50 triệu, tức là cái điều đó nó thể hiện cái giá trị mà anh chị trao đi cho cộng đồng nó nằm ở mức tương ứng là 50 triệu. Vậy thì bây giờ nếu như mình muốn tăng lên 100 triệu thì mình cần phải như thế nào ạ? Thế vô công thức thôi, 100 triệu nó sẽ bằng với tư duy của mình, nó phải ở mức tư duy của người sở hữu 100 triệu cộng với cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Yes. Ví dụ tháng trước 50 triệu thì tháng này muốn gấp đôi thì phải trao giá trị gấp đôi. Thì mình sẽ có thu nhập là 100 triệu nha anh chị. Công thức thì nó có sẵn hết rồi, mình chỉ cần ráp vô công thức là mình ra kết quả thôi ạ. À. Bản thân Hiền cũng có một con số lớn mình hướng đến, nhưng mà hàng tháng mình vẫn phải bám sát cái sự phát triển của mình và mình duy trì cái sự phát triển liên tục. Rồi đến một lúc nào đó con mình cũng sẽ đạt được con số mình mơ ước thôi mà. Yes. Vậy thì anh chị nhớ nhá, là mục tiêu của anh chị đặt ra ấy phải đơn giản, cụ thể và đo lường được. Tiếp theo này. Tiếp theo mấu chốt nó nằm ở đây này. Đó là mục tiêu anh chị đặt ra nó phải có cảm xúc. Vậy thì giờ làm sao để có cảm xúc với mục tiêu của mình đây ạ? À? Hôm qua Hiền có nghe một chị chia sẻ là chồng của chị ý có một miếng đất và muốn bán nhưng mà cũng chật vật không bán được. Thì trước đó mấy tháng thì chị ấy cũng thấy bình thường thôi, không có cảm xúc gì hết, kiểu là chồng bán được thì bán, không bán được thì thôi ấy. Nhưng mà sau mấy tháng không bán được ấy thì anh chồng mới tâm sự với chị là chồng thật sự là đang khao khát bán được miếng đất đó để có tiền xử lý công việc gì đó ấy. Xong là chị ấy nhìn chồng, chị ấy thấy thương quá nên là bắt đầu bên trong chị ấy khởi lên một cái tâm là muốn giúp đỡ chồng bán được miếng đất đó. Và chị ấy có tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân của câu lạc bộ rồi, nên là chị biết cái công thức và cái cách đàm phán với tiềm thức để ứng dụng luật hấp dẫn để bán bất động sản. Thì sau đó bắt đầu chị ấy lấy sổ bút ra và ứng dụng đúng theo những gì mà trong nhóm rèn luyện doanh nhân chia sẻ cho chị ý. Và chị ý khao khát tập trung 100% luôn, tập trung vào cái bức tranh để giúp cho chồng bán đất ý. Và chỉ sau có 2-3 ngày sau thôi, tuyệt vời lắm anh chị, thì anh chồng mới về bảo là đưa cho anh ấy cuốn sổ hồng bởi vì là có người mua rồi, hình như là bán được đâu đó là 2-3 tỷ gì đó anh chị, vi diệu cho anh chị, thật sự là nó rất là vi diệu luôn anh chị ạ. Nhất chính xác là chị tập trung 100% để vào chung một bức tranh bán đất cho chồng ấy, chỉ sau 2-3 ngày thôi anh chị, vi diệu cực kỳ luôn á. Bán được cái miếng đất đó là 2-3 tỷ gì đó ấy. Tại sao Hiền lại kể cho anh chị câu chuyện này ạ? Cái câu chuyện này nó nằm ở phần cảm xúc ấy. Khi mà thấy chồng vật lộn không bán được ấy thì bên trong chị ý mới khởi lên cái lòng yêu thương chồng, nên chị ý mới thật sự là khao khát và tập trung 100% và chỉ cần ứng dụng có 2-3 ngày thôi là bán được luôn. Vậy nên là mục tiêu của anh chị đặt ra ấy, nó phải có cảm xúc. Và cảm xúc ở đây là vì ví dụ anh chị đặt mục tiêu với mong muốn đạt được tự do tài chính
Và khi mà tự do tài chính thì sao ạ? Thì mình bản thân mình này có thể giúp đỡ cho bố mẹ, cho gia đình, con cái của mình có cuộc sống tốt hơn. Mình phải trả lời được câu hỏi là tại sao anh chị lại mong muốn đạt được cái mục tiêu đó? Nếu như mà anh chị làm cái điều gì đó ấy, mà có động cơ tốt đẹp phía sau, vì mình và vì ai nữa? Yes. Chứ cái kiểu mà đặt mục tiêu cho vui thôi ấy, đạt được thì được, không được thì thôi ấy, thì Hiền nói với anh chị là không bao giờ đạt được đâu ạ. Bởi vì điều đó là không quan trọng đối với mình. Nó không phải là cái mà chị ưu tiên. Mà nó không phải quan trọng với anh chị thì mắc mớ gì vũ trụ lại phải thu hút tiền đến bạc đến cho anh chị ạ. Đúng không? Tại vì anh chị có cần đâu. Nên là anh chị lưu ý nha, cảm xúc rất là quan trọng. Hãy gán nhiều yếu tố vào để mình có cảm xúc và phải có ý nghĩa với cuộc đời của mình nha. Có chị hỏi Hiền là tháng trước chị thu nhập là 20 triệu, thì tháng nay chị đặt lên 40 triệu. Nhưng mà chị chỉ có cảm xúc với con số 100 triệu. Chị bảo là bởi vì cái con số 40 triệu ấy, chị vẫn chưa có cuộc sống mà như chị mong muốn. Nên là chị không có cảm xúc với con số 40 triệu, mà chỉ có cảm xúc với con số 100 triệu thôi. Thì giờ Hiền nói với anh chị là hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên chứ. Giờ mình không có những bước chân đầu tiên ý, thì làm sao mà mình đi đến đích cái hành trình cuộc đời của mình được ạ. Nên là Hiền sẽ chỉ cho anh chị cái cách này để anh chị mình luôn có cái cảm xúc mạnh mẽ khi mà anh chị đặt mục tiêu đó. Là anh chị phải hình dung tưởng tượng là khi mình đạt được con số 40 triệu ấy thì mình mới đạt được con số 100 triệu chứ. Nên là anh chị cứ hình dung mình đạt con số 40 triệu là mình đạt được luôn cái cuộc sống tự do về tài chính. Mình tưởng tượng luôn đi là mình đạt được cuộc sống tự do tài chính luôn đi. Như vậy cho nó có cảm xúc. Được không anh chị? Và tất nhiên là khi mà anh chị đạt được 40 ấy, thì anh chị sẽ biết công thức để đạt được 80, thì làm y chang 40 thì sẽ ra 80, và sau đó sẽ đạt được tới 100. Nên là mình cứ hình dung là trời ơi, mình đặt mục tiêu này là cuộc sống mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Để nói với anh chị rằng là tiềm thức và vũ trụ ấy, luôn luôn giúp đỡ hậu thuẫn cho các anh chị đạt được mục tiêu. Nhưng mà quan trọng là cái mục tiêu của anh chị có phải là cái điều thật sự anh chị mong muốn hay là không thôi. Tại sao thì lại nói như vậy ạ? Ví dụ anh chị đặt mục tiêu tháng là 50 triệu, nhưng mà tới gần tới cuối tháng rồi mà mới đạt được có 30 triệu thôi. Và sau đó mình nghĩ là chắc là không đạt được rồi, thôi để tháng sau làm tiếp. Tức là sao ạ? Khi mình gieo một cái hạt giống xuống đất và sau đó anh chị đào cái hạt giống đó lên, thì làm sao ra hoa kết quả cho mình ăn được ạ? Đúng không? Khi mà anh chị thay đổi cái ý định của mình ý, thì sao ạ? Mọi thứ coi như xong rồi. Vũ trụ đang rất là muốn hậu thuẫn giúp đỡ cho mình, nhưng mà chính mình lại thay đổi cái ý nghĩ, cái ý định đó, thì cái điều đó nó không bao giờ xảy ra nữa. Đơn giản như vậy thôi anh chị. Yes. Bản thân Hiền ý, mặc dù đã ứng dụng rất thuần thục rồi, cái công thức này mình đã ứng dụng thuần thục rồi đấy. Nhưng mà có những cái tháng ấy, tưởng chừng như là không đạt được mục tiêu. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mình phải kiên cường để mình giữ vững cái mục tiêu của mình. Vẫn xác quyết với mục tiêu của mình. Và những cái thời điểm quan trọng như vậy thì phép màu luôn xuất hiện. Và cuối cùng thì đã giúp cho Hiền đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Hay lắm anh chị. Nên là Hiền nói chị rằng là cái sức mạnh tính cách ấy, cái sự mạnh mẽ, kiên trì, kiên nhẫn, quyết của anh chị ấy, nó rất là quan trọng. Mình đổi ý một cái là coi như xong luôn ấy. Tiềm thức của anh chị luôn nói như này nè. Mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi. Mong muốn của bạn là mệnh lệnh của cả vũ trụ này. Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn đang mong muốn điều gì? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kết thúc một cuộc chơi nào đó. Thì đó là thời khắc mà cái tâm của bạn phải rất là kiên định, kiên nhẫn, kiên trì, xác quyết. Thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình một dễ dàng anh chị ạ. Yes. Chị ứng dụng nhiều thuần thục rồi thì anh chị sẽ hiểu cái điều mà Hiền chia sẻ. Nên thành ra là mình phải học được cái bài học đó là phải kiên trì, kiên định, kiên nhẫn với cái mục tiêu của mình. Dù có như thế nào chăng nữa, dù có ra làm sao, dù có gặp chuyện gì thì mình vẫn phải xác quyết là mục tiêu của mình sẽ hoàn thành, chắc chắn sẽ hoàn thành. Yes. Anh chị mà làm được cái điều này thì Hiền nói là mục tiêu nào của anh chị cũng đạt được hết trơn ý. Người thành công ý, thì không bao giờ bỏ cuộc. Còn người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công. Trời không bao giờ phụ ai anh chị ạ. Một khi mà anh chị xác quyết với điều mình muốn rồi thì vũ trụ sẽ bẻ cong hết tất cả mọi thứ
để giúp cho anh chị thành công. Yes. Chứ nếu như đi giữa đường mà đổi ý là coi như xong. Nếu như đi quần gần đến cuối đường mà đổi ý là công không nha. Đôi khi cái sự thành công và thất bại nó chỉ cách nhau có một bước chân thôi anh chị. Chỉ cần anh chị tiến thêm một bước nữa thôi là thành công rồi mà. Nên là chốt lại là mục tiêu của mình ý, nó phải thật sự có ý nghĩa với bản thân mình nha. Rồi ok, anh chị ghi tiếp này. Tiếp theo cái này là bắt đầu là anh chị ứng dụng luật hấp dẫn này. Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn là có thể thu hút nguồn lực để thực hiện mục tiêu của mình ạ? Có một câu nói của người thành công, đó là năng lượng bằng với ngân lượng ha. Bây giờ làm sao để mình rèn bản thân của mình luôn luôn hướng ở trong cái trạng thái là năng lượng đỉnh cao nhất mỗi ngày ạ? Và mình biến cái nguồn năng lượng đỉnh cao đó trở thành một thói quen của mình luôn ạ. Yes. Đây sẽ là một cái bí kíp để anh chị có thể mượn nguồn năng lượng của tương lai đó ạ. Đó chính là bí kíp hình dung tưởng tượng. Cứ bất kỳ một khi nào mà anh chị nghĩ là mình không làm nổi nữa rồi, chắc là không đạt được mục tiêu đâu, thì những khoảnh khắc đó anh chị phải hình dung tưởng tượng và anh chị sống như thể là mình đã đạt được rồi. Chỉ cần hoàn thành cái điều này thôi là mình sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc đời của mình. Hiền nói với anh chị là lập tức xung liền. Yes. Và cái bí kíp tiếp theo trong cái việc thiết lập mục tiêu đó là anh chị phải đặt mục tiêu của mình ở thì hiện tại. Và anh chị phải sống như thể là mình đã đạt được rồi. Cái điều này nó sẽ giúp cho anh chị có được một cái nguồn năng lượng đỉnh cao cả ngày luôn, từ ngày này qua ngày khác luôn. Để giúp cho mình đạt được mục tiêu dễ dàng hơn anh chị ạ. Vậy thì tại sao phải đặt mục tiêu ở thì hiện tại ạ? Tại vì nếu như mình đặt mục tiêu là tôi sẽ có thì sao ạ? Chàng ơi, tôi sẽ có là tôi có chưa ạ? Tôi sẽ là thì là gì ạ? Là tương lai đúng không ạ? Vậy tức là chưa có. Ví dụ này, hai người yêu nhau và cô gái hỏi chàng trai là bao giờ anh cưới em? Chàng trai trả lời là anh sẽ cưới em. Nghe câu này xong là cô gái nghĩ trong thời gian là chờ cái anh này thì không biết là mình có nên quen người mới không ta. Anh sẽ cưới thì biết bao giờ cưới. Thế nhưng mà một anh khác trả lời là anh cưới em. Thế thì theo anh chị, hai câu trả lời thì nghe câu nào thấy năng lượng hơn, thấy sướng hơn ạ? Nên là anh chị ơi, mình đặt mục tiêu là phải ở thì hiện tại, chẳng hạn như là, tôi có, tôi sở hữu. Ví dụ mục tiêu 50 triệu nhé, thì nói là tôi có 50 triệu trong tài khoản của tôi. Nó phải chắc nịch như vậy đó anh chị. Chứ không phải là tôi sẽ có 50 triệu đâu nha. Nghe nó không chắc chắn thế nào hết trơn ý, mà nó ở một cái thì tương lai nào đó chưa biết. Thì sao ạ? Thì làm sao mà đạt được đúng không chị? Yes. Mình phải đặt mục tiêu làm ở thì hiện tại, làm sao mà nghe xong ấy là cơ thể của mình nó vui, nó hào hứng, nên là mình cần phải tập trung vận dụng để mà mình có luôn ở một cái trường năng lượng đỉnh cao hơn ấy. Và khi có sự tập trung ấy thì mình sẽ thu hút được rất nhiều nguồn lực đến với mình, được không ạ? Bao nhiêu anh chị đã rõ phần này, comment tô giúp Hiền ạ. Đặt mục tiêu ở thì hiện tại và sống như thể đã đạt được rồi để làm chi ạ? Để mình có thể vay mượn được cái nguồn năng lượng của tương lai. Khi mà anh chị hình dung tưởng tượng ý, thì nó là một cái công cụ để giúp cho anh chị có thể liên kết được với cái tiềm thức của mình anh chị. Bởi vì là tiềm thức của mình ý, sẽ liên kết với vũ trụ thông qua cái việc mà anh chị hình dung tưởng tượng và anh chị sống như thể đã đạt được rồi ý, thì tiềm thức của anh chị sẽ liên kết được với niềm trí tuệ vô biên, sẽ thu hút cho anh chị những cái ý tưởng sáng tạo, những cái nguồn lực giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Yes, đây là công thức trong cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu của ông Neil Hill, ông ấy hướng dẫn đó anh chị. Yes, mới có chia sẻ một công thức để giúp anh chị có thể là liên kết được với cái miền trí tuệ vô biên của vũ trụ ấy. Anh chị đọc chưa? Tiềm thức của anh chị có khả năng kết nối với miền trí tuệ vô biên, tức là vũ trụ, và sẽ thu hút mọi nguồn lực cho anh chị. Hay lắm anh chị ạ. Vậy thì làm sao để bộ não của mình có thể liên kết được với lại vũ trụ ạ? Để giúp cho anh chị thu hút mọi nguồn lực anh chị cần ạ, thông qua cái việc là các anh chị hình dung tưởng tượng và anh chị phải sống như thể
đã đạt được rồi nha. Luật hấp dẫn là cái gì có bên trong thì có bên ngoài. Nếu như bên trong anh chị tưởng tượng là tôi chưa có cái đó, thì cái sự tiếp nối xảy ra bên ngoài là cái gì ạ? Chèn ơi, làm sao bên ngoài mình đạt được mục tiêu bây giờ? Không đạt được. Thế nên là Hiền luôn nhắc nhở anh chị là phải sống như thể đã đạt được rồi để làm chi ạ? Để bên trong của mình phải có trước. Khi bên trong anh chị, cái suy nghĩ của anh chị ấy, là ngày nào mình cũng cho đi ra ngoài, suy nghĩ ra ngoài vũ trụ là mình đã đạt được mục tiêu đó rồi. Và mình đang sung sướng hạnh phúc như thế nào ấy. Vì mình đã đạt được mục tiêu đó rồi thì cái suy nghĩ của anh chị cho ra ngoài vũ trụ sẽ được tiếp nối thành cái cuộc sống thực tại của mình. Và anh chị đạt chính xác cái mục tiêu của anh chị đặt ra luôn. Tuyệt vời không ạ? Cái gì có bên trong mới có bên ngoài được anh chị nhỉ? Chứ đặt mục tiêu xong cái tối ngày cứ suy nghĩ là trời ơi, giờ tôi không biết cách làm cách nào, làm sao làm được bây giờ? Không biết làm cách nào đây? Thì chàng ơi, là coi như xong phim rồi đó nha. Ngồi tìm cách thì làm sao ạ? Tức là bên trong anh chị chưa có. Luật hấp dẫn biết ngay anh chị ạ. Là ok, bên trong bà bạn thiếu ấy, thì bên ngoài bạn cũng không có nhé cưng. Cứ ngồi đó mà suy nghĩ cách đi ạ. Không bao giờ đạt được mục tiêu đâu ạ. Thì nó thiệt ý, không đùa đâu ạ. Bây giờ anh chị ngồi suy nghĩ cách thì vũ trụ biết rằng là cái điều đó anh chị chưa có đúng không? Mà nếu anh chị chưa có thì bên ngoài làm sao mà có được? Bên trong phải có thì bên ngoài mới có được. Nên là bên trong việc của mình mỗi ngày là anh chị làm đúng theo công thức đặt mục tiêu thông minh của câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng chia sẻ ha. Làm đúng nha. Lưu ý là đừng có chế, đừng có sáng tạo, bởi vì sao ạ? Khi mà anh chị chế là nó ra phương pháp khác rồi, chứ không còn là cái phương pháp của câu lạc bộ chia sẻ nữa. Vậy nên anh chị phải làm đúng cái phương pháp mà câu lạc bộ chia sẻ với anh chị, thì anh chị sẽ đạt được mục tiêu của mình cực kỳ là nhanh chóng luôn ạ. Trong suốt những năm qua đã có hơn chục nghìn người ứng dụng phương pháp đặt mục tiêu này rồi, mà câu lạc bộ chia sẻ rồi, và đạt được rất nhiều, thu hút được rất nhiều tài sản, thậm chí là cả về sức khỏe và mối quan hệ luôn. Nên là cái việc của anh chị Hiền chia sẻ sao thì ứng dụng như vậy, đừng có chế thêm nha. Nhiều chị bảo là chị nghĩ là chị sáng tạo thêm ấy, theo cách của chị nó sẽ hấp dẫn hơn. Và rồi phương pháp của chị không phải là phương pháp thành công nữa rồi à. Mình mong muốn kết quả như người thành công thì mình phải ứng dụng theo đúng y chang, không thêm, không bớt, không chế thì Hiền mới đảm bảo kết quả cho anh chị được. Còn bây giờ mà anh chị bỏ bước ấy, là nó ra phương pháp khác rồi. Yes. Và hàng ngày anh chị phải nhất quán trong cái việc cho đi những cái suy nghĩ đã đạt được cái mục tiêu ra ngoài vũ trụ từ sáng đến tối nha. Anh chị làm được không ạ? Không có than nữa nha. Cứ mở miệng ra là em ơi, sao chị không đạt được mục tiêu? Là thôi, xong rồi đó ạ. Nói có vậy thôi đó mà xong luôn đó ạ. Tại vì là bên trong thiếu mà, thì làm sao bên ngoài đạt được mục tiêu? Còn nếu như mình tự tin là mình vui vẻ hạnh phúc, mình biết là mình đã đạt được mục tiêu đó rồi, hình dung tưởng tượng sống như thể đã đạt được rồi, thì Hiền nói với anh chị là nguồn lực tới anh chị cực kỳ là nhiều luôn, tiền về như hơi thở luôn, tiền về từ mọi ngõ ngách luôn ấy. Khi bên trong anh chị mà đủ đầy thì luật hấp dẫn bên ngoài nó sẽ đủ đầy, đơn giản là như vậy thôi anh chị. Ừ, ok nhé. Tiếp theo này, yếu tố tiếp theo là anh chị đặt mục tiêu ấy nó cũng phải bất khả thi một tí nhá, nhưng mà không được phi thực tế nhá. Chứ bây giờ thu nhập 20 triệu mình đặt lên là 21 triệu thì thôi, khỏi cần đặt mục tiêu làm chi anh chị ạ. Khỏi cần phải dùng tiềm thức làm chi anh chị. Làm chăm chỉ một chút thôi là có rồi. Donald Trump bảo rằng là đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn lên, hãy sống một cuộc đời phi thường. Đúng không ạ? Giờ anh chị ngồi nghĩ cũng tốn bấy nhiêu thời gian, cũng tốn bấy nhiêu công sức, nhưng mà mình nghĩ cái gì, cái có cái đó mà. Nhiều chị bảo Hiền là giá như phải chi chị biết cái này sớm ấy thì chị đã ước mình có căn nhà tuyệt vời hơn rồi. Tại vì là hồi xưa chị không biết nên là chị cứ nghĩ là mình chỉ cần có một ngôi nhà, căn nhà vừa đủ ở thôi là mình vui rồi. Và bây giờ chị đang có căn nhà y chang như vậy. Giá gì chị biết sớm hơn. Có chị còn ghê hơn này, chị bảo là ngày xưa chị không biết điều này nên là chị cứ nghĩ là mình ở nhà thuê cũng được. Chứ chị cũng chưa bao giờ suy nghĩ mình sở hữu một căn nhà. Nên là thành ra bây giờ chị vẫn ở nhà thuê. Thật đó anh chị. Cái câu ấy
Biết thế ngày đó chị đã suy nghĩ lớn hơn. Không sao cả anh chị, không có gì là quá muộn cả. Có một câu nói rất là hay là quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, nhưng mà khoảnh khắc hiện tại là cái khoảnh khắc quan trọng nhất. Anh chị có biết lý do vì sao không ạ? Bởi vì ở khoảnh khắc hiện tại này, các anh chị đang cho đi cái suy nghĩ gì, anh chị đang cảm nhận như thế nào, anh chị đang có hành động gì. Đó chính là những cái nhân mà mình gieo hôm nay thì cái quả mình sẽ gặt được trong những ngày tương lai. Hiện tại suy nghĩ cái gì thì nó kiến tạo nên cuộc đời của mình ở tương lai. Nên là ngay bây giờ, ngay lúc này thì hiện tại đó là điều quan trọng nhất. Yes. Nên là phải rèn luyện cho mình một lối sống tỉnh thức. Tỉnh thức đó là sự tập trung ở hiện tại. Mình biết được là mình đang làm cái gì, mình làm chủ được những cái suy nghĩ của mình, làm chủ cảm xúc, hành động của mình luôn hướng về những điều mà anh chị mong muốn ấy. Anh chị sống tỉnh thức tốt thì anh chị sẽ đạt được mục tiêu của mình khá là nhanh. Còn nếu như mình cứ để tâm trí mình bay chỗ nọ, bay chỗ kia ấy, thì không có sự tập trung ha. Thì khi mình không có sự tập trung ấy, thì anh chị hút tùm lum tùm la các thứ hết trơn anh chị ạ. Lúc suy nghĩ cái này, lúc lại suy nghĩ cái kia, xong còn đi nhiều chuyện của hàng xóm nữa cơ. Thế là chuyện nhà hàng xóm cũng hút qua nhà mình luôn. Cái điều mình muốn thì mình không hút, mà cứ đi hút tùm la tùm lum các thứ, không muốn rồi à. Nên là phải có sự tập trung vào điều mình mong muốn ha. Đừng để cho bất kỳ ai lấy đi cái sự tập trung của mình anh chị nhé. Được không ạ? Đừng để cho bất kỳ ai lấy đi cái sự tập trung của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì năng lượng nó sẽ chảy đến nơi có sự tập trung. Và năng lượng là ngân lượng. Nên là khi mà anh chị tập trung vào đâu ấy, tâm anh chị để ở đâu, thì sự nghiệp của anh chị sẽ ở đó. Ha. Đó, chính xác rồi ạ. Ok. Tâm ở đâu thì sự nghiệp ở đó anh chị ạ. Nên đừng để ai lấy đi cái sự tập trung của mình anh chị nhé. Ừ. Rồi ok ạ. Tiếp theo đó là anh chị đặt mục tiêu thì phải chịu trách nhiệm 100% với mục tiêu của mình và phải có thời gian cụ thể rõ ràng, có deadline, chứ không là cứ trì hoãn hoài luôn đó. Nên là phải có thời gian cụ thể rõ ràng, mình cần phải chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình. Chịu trách nhiệm tức là sao ạ? Tức là tháng 9 này anh chị muốn đặt mục tiêu của mình ý, thì mình sẽ không đóng vai nạn nhân nha. Nếu như anh chị muốn đặt mục tiêu ấy thì mình sẽ không đóng vai nạn nhân, không than phiền, không đổ lỗi, không oán trách trong suốt 30 ngày. Được không ạ? Thành công không cần lời giải thích, vậy thì không thành công cũng không cần lời biện minh. Không biện minh kiểu là tháng này chị không có thời gian, công việc bận lắm em à, con cái các thứ này kia. Dạ, đó là mình đang biện minh đó ạ. Chuẩn bị tới đổ lỗi nè. Ôi em ơi, con chị tháng này nó quấy quá nên thành ra chị không có học tập được, không làm gì được em ạ. À. Đó, đó là đổ lỗi đó ha. Tức là mình phải chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Nếu như có một cái sự kiện nào đó xuất hiện và bên trong mình cảm thấy rằng là hình như cái sự kiện này nó xuất hiện làm cho mục tiêu của mình không dễ đạt được thì phải. Thì ngay lập tức cái khoảnh khắc đó mình phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ của mình ngay. Đó là đổ lỗi đó anh chị. Mình phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ của mình ngay và hỏi chính mình rằng là tôi có thể làm được gì để đạt được mục tiêu của mình. Sẽ luôn luôn có câu trả lời cho anh chị. Sẽ luôn luôn có con đường để bạn hoàn thành mục tiêu. Thực ra là có những tháng mình đặt mục tiêu ấy thì nó cũng sẽ xuất hiện một cái sự việc này, sự việc kia để mình có lý do để mình không hoàn thành mục tiêu. Mà cái lý do cực kỳ chính đáng luôn nhé. Nhiều lý do lắm anh chị. Mà Hiền hỏi anh chị nha. Mục tiêu mình đặt ra, mình có muốn đạt được không ạ? Có chứ. Vậy tại sao anh chị lại tin vào những cái lý do ạ? Tại sao anh chị lại để cho những cái lý do đó nó xuất hiện, nó cản trở mình không đạt được mục tiêu ạ? Vậy thì khỏi đặt mục tiêu luôn đi. Làm gì? Chứ bây giờ đặt mục tiêu để đạt được, chứ có phải đặt mục tiêu ra để chơi đâu, đúng không anh chị? Vậy tại sao mình lại tin vào những cái lý do đó? Lý do nhiều lắm anh chị, nó xuất hiện để nó thử anh chị đó, thử thách đó anh chị, để xem là anh chị có kiên trì nhất quán hay không, có xác quyết hay là không. Nó thử anh chị đó, nó nói với anh chị như thế này nè: ê, tháng này bạn có những việc này nè,
chứ bạn không có thời gian để làm việc không đạt được mục tiêu đâu. Ê, tháng này nhà có tiệc tùng nhiều lắm nè, con cái rồi gia đình đủ thứ hết trơn ấy. Đó, đó là thử thách đó anh chị. Lý do nó xuất hiện để xem anh chị có bị rung rinh hay là không thôi ạ. À, xem là anh chị có nhất quán với mục tiêu của mình hay không. Nên là người thành công ấy thì họ phải là người chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Không có lý do. Nếu mình vẫn còn tin vào những cái lý do ấy thì ôi thôi, tiếc lắm luôn ý. Tại vì sao ạ? Vì tiềm thức của anh chị có khả năng liên kết với miền trí tuệ vô biên để mang đến cho anh chị mọi cái công thức mà anh chị cần. Tâm thức của mình là một cái kho báu và anh chị có thể lấy ra bất kỳ điều gì mà anh chị mong muốn. Nên là tại sao mình lại tin vào những cái lý do ạ? Tại sao phải tin lý do làm chi vậy ạ? Nếu như mà có tiếng nói nhỏ của anh chị nói là tháng này bận nhiều việc lắm, không đạt được mục tiêu đâu, thì anh chị trả lời nó như này nè: tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ vào sức mạnh của tiềm thức. Anh chị ghi lại, đóng khung câu này lại đi ạ. Đây là cái điều mà Hiền luôn luôn ứng dụng và đã giúp cho mình đạt được rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống của Hiền đó ạ. Anh chị phải biết là sẽ có rất nhiều lý do xuất hiện và nó cực kỳ là chính đáng lắm luôn ý. Khi mà có tiếng nói nhỏ như vậy thì Hiền bạn sẽ bảo rằng là tôi có thể làm được mọi thứ bằng sức mạnh của tiềm thức. Và Hiền đưa ra cái kết quả mà Hiền muốn và Hiền hình dung tưởng tượng là mình sống như thể là mình đã đạt được rồi, để làm chi ạ? À, để cho tiềm thức của mình nó liên kết được với miền trí tuệ vô biên của vũ trụ và mang xuống cho mình câu trả lời để giúp cho mình đạt được mục tiêu đó. Hay lắm anh chị. Hay lắm, anh chị thử đi ạ. À, nó vi diệu cực kỳ luôn. Anh chị ghi lại công thức này giúp Hiền nhé. Trong 30 ngày sắp tới, nếu như có bất kỳ một lý do nào xuất hiện và nó bảo với anh chị rằng là điều này xuất hiện và bạn sẽ không đạt được mục tiêu, thì ngay lập tức anh chị ghi giúp Hiền trả lời với tiếng nói nhỏ của mình đó là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh của tiềm thức. Bước thứ hai là ngay lập tức nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng sống như thể đã đạt được rồi với mục tiêu của mình. Tập trung vào kết quả thôi nha. Sau đó bước thứ ba đó là anh chị tiếp tục hành động tiến lên phía trước, tiếp tục hành động mạnh mẽ. Bước thứ tư, phép màu xảy ra. Khi mà anh chị đã đưa ra quyết định là tôi hoàn thành mục tiêu của mình ý, thì ngay lập tức phép màu xảy ra. Anh chị ứng dụng thử đi ha, vi diệu lắm. Và tháng sau chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và ăn mừng thành công với nhau, được không ạ? Anh chị cứ làm đúng như những gì mà Hiền chia sẻ đi. Anh chị sẽ thấy phép màu xảy ra đấy. Và nhớ giúp Hiền này, đừng tin bất kỳ lý do nào. Và cuối cùng là mình phải là người, mình phải có thời gian cụ thể rõ ràng nha. Một số anh chị hỏi là ví dụ đặt mục tiêu tháng 12 mà tháng 12 chưa đạt được thì mục tiêu đó như thế nào? Thì anh chị hãy giữ nguyên mục tiêu cho đến khi nào mà anh chị đạt được nó thì thôi. Đặt mục tiêu chưa đạt được không sao hết. Nếu mình chưa đạt được mục tiêu ấy, thì điều đó có thể hiện là mình đặt mục tiêu đó mà chưa đạt được ấy, thì điều đó thể hiện là điều gì ạ? Thứ nhất là tư duy của mình đang phát triển lên mỗi ngày. Thứ hai là giá trị mình trao đi cho cộng đồng chưa đủ. Vậy thì việc của mình đó là tiếp tục phát triển, tiếp tục trao nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Ví dụ cái tháng 8 vừa rồi anh chị đặt mục tiêu mà anh chị không hoàn thành được mục tiêu ấy thì không sao cả, tháng này tiếp tục là mình trao nhiều giá trị hơn thôi. Nếu tháng 8 mình chưa đặt mục tiêu thì chỉ đơn giản là cái giá trị mình trao cộng đồng nó chưa đủ vậy thôi. Tư duy của mình và cái giá trị của mình trao cộng đồng nó chưa đủ nên là không sao cả, tháng này tiếp tục mình tăng giá trị cho cộng đồng nhiều hơn và tư duy phát triển lên nhiều hơn thì mình sẽ đạt được thôi. Việc của mình ấy là tiếp tục phát triển, tiếp tục trao nhiều giá trị hơn cho cộng đồng nha, chứ không phải là ngồi đó than nha. Không phải than là ôi giời ơi mình không đạt được mục tiêu nha, là rồi là than là sao tiềm thức không linh gì hết, còn luật hấp dẫn không hiệu quả gì hết trơn ấy, quá trời quá đất này. Đơn giản là tăng tư duy hơn nữa, trao nhiều giá trị cho cộng đồng hơn nữa thì mình sẽ đạt được mục tiêu thôi anh chị, chứ có gì đâu mà không vui không thoải mái. Hiền cũng vậy mà, có nhiều tháng mình đặt mục tiêu mình nhưng mình không hoàn thành mà anh chị. Thì mình biết ngay là à, tháng này mình phải gia tăng tư duy nhiều hơn, mình phải tăng trí tuệ của mình nhiều hơn,
mình cần phải trao nhiều giá trị cộng đồng hơn. Thế là mình lại càng hăng say hơn. Thế là mình lại đạt được mục tiêu đó thôi. Tuyệt vời mà. Công thức đơn giản mà anh chị. Chị anh chị phải hiểu rõ không cái khúc này nha. Mình phải hiểu rõ cái khúc này nha. Tiền bạc nó là thước đo về giá trị mà chúng ta trao đi cho cộng đồng. Nên là việc của mình ý là cứ liên tục kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, nhất quán với mục tiêu của mình cho đến khi mình hoàn thành thì thôi. Được chưa ạ? Rồi ok ạ. Vậy thì bây giờ Hiền sẽ ví dụ một câu đặt mục tiêu mẫu nhé. Hôm nay thì hiện tại mà ngày tháng năm bao nhiêu phải có thời gian cụ thể rõ ràng. Ví dụ này. Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024. Rồi tiếp theo tôi sẽ có hay là tôi có ạ? Tôi sẽ có là chạy luôn đó nha. Mà phải là tôi có, tôi là hoặc là tôi sở hữu. Ok. Tôi có bao nhiêu tiền? Anh chị comment giúp Hiền đi ạ. Trong tháng 9 này anh chị muốn có bao nhiêu tiền đi ạ? Anh chị có thể là trung bình cộng 2 tháng gần nhất hoặc là anh chị có thể gấp đôi thu nhập của mình lên ha. Nếu như gấp đôi thu nhập thì anh chị phải hiểu là cái tháng này tư duy của mình phải tăng gấp đôi, giá trị của mình trao cho cộng đồng nó phải tăng lên gấp đôi đó nha. Chứ không phải là cứ nằm đó tưởng tượng rồi tự nhiên là tiền nó rơi xuống đầu đâu ha. Đặt mục tiêu ra ấy, là phải có trách nhiệm nha anh chị. Mục tiêu gấp đôi xong rồi zoom 4:30 sáng. Alo, sao sáng nay không thấy chị đâu vậy? Chị bận lắm em. Vậy đấy, tư duy không chịu phát triển gì hết trơn ấy mà đòi thu nhập tăng gấp đôi. Hay là nay chị đã trao giá trị giúp cho mọi người chưa? Chưa em, chị đi làm về bận lắm, cơm nước con cái nữa, không có thời gian. Giờ Hiền hỏi anh chị này. Một tháng anh chị đi làm thu nhập 20 triệu, coi như là mỗi tháng mình trao giá trị 20 triệu. Giờ mình đặt mục tiêu lên 40 triệu, có nghĩa là cái giá trị mình phải trao đi gấp đôi. Vậy nếu công việc của mình đi làm ban ngày tạo ra là 20 triệu, vậy thì buổi tối mình về hoặc là mình phải có thời gian nào đó để mình phải trao giá trị thêm cho cộng đồng chứ. Ừ. Thì mình mới có thu nhập tăng gấp đôi được chứ. Chứ không phải là cứ nằm đó tưởng tượng đâu nha. Rồi ạ, ok. Hiền ví dụ này. Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có 50 triệu đồng trong tài khoản Combank của tôi. Ngày tháng năm rõ ràng anh chị ha. Rồi ok ạ. Vậy để anh chị comment đi để Hiền xem chính xác chưa nha. Để sau đó còn hướng dẫn cùng nhau viết bức tranh nữa ha. Anh chị nào mình đã có mục tiêu rồi nhắn tin cho Hiền nhé. Để Hiền hướng dẫn cho anh chị cái lộ trình để giúp cho anh chị đạt được mục tiêu này ha. Còn anh chị nào mình chưa có nhóm học tập ý, thì có thể nhắn tin cho Hiền luôn. Để Hiền hướng dẫn cho anh chị cái lộ trình anh chị ha. Cái này mới chỉ là một câu tuyên bố thôi. Mà tiềm thức của chúng ta chỉ hiểu thông qua hình ảnh và cảm xúc ha. Nên là chúng ta sẽ phải vẽ một cái bức tranh mục tiêu này để đưa vào bên trong tiềm thức của mình nữa nhé. Được chưa ạ? Anh chị viết như thế là nó đã xảy ra rồi nha. Mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là bên trong tâm trí của mình và lần thứ hai là nó sẽ ra ở ngoài thực tế. Nên là chúng ta phải set up mọi thứ ở trong đầu của mình trước. Mình cần phải kết thúc bên trong tâm trí của mình trước khi bắt đầu. Và lưu ý nữa này, nếu anh chị muốn đạt được mục tiêu thì anh chị phải thực hành lòng biết ơn ha. Lòng biết ơn là tần số cảm xúc mạnh để giúp cho anh chị trở thành một cục nam châm thu hút tiền anh chị. Hay lắm. Thu hút tiền, thu hút nguồn lực. Nên là mình cần phải dậy sớm tham gia vào chương trình 4:30 câu lạc bộ ấy. Để làm gì ạ? Để các anh chị thực hành lòng biết ơn cùng với câu lạc bộ mỗi ngày luôn. Đúng anh chị ơi? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có chính xác lợi nhuận là bao nhiêu tiền về trong tài khoản gì đó của tôi. Yes. Ừ. Về sức khỏe hay về mối quan hệ cũng được, cũng thế, chị cũng biết công thức như vậy nhé. Ví dụ về sức khỏe này, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2024, tôi có số cân nặng lý tưởng là số đo 3 vòng là, hay là công việc kinh doanh của mình ra làm sao? Đội ngũ phát triển như thế nào? Đội ngũ kinh doanh phát triển như thế nào?
đội nhóm phát triển ra làm sao. Và anh chị tưởng tượng là nó đã xảy ra rồi nhá, và mình ngồi ở đây chỉ là mình tưởng tượng lại thôi, và mình biết ơn kết quả đó. Mọi thứ mình chuẩn bị bên trong tâm trí của mình trước thì nó sẽ xuất hiện ra bên ngoài. Mọi thứ sẽ không tự sinh ra, không tự mất đi, mà nó sẽ liên tục được tiếp nối. Đầu tiên là nó sẽ bên trong tâm trí của mình trước, sau đó là nó sẽ được thực hiện hóa ra ngoài hiện thực của mình anh chị nhé. Ok chị ạ? Ừ, chính xác rồi. Anh chị nào mình chưa biết cách viết bức tranh mục tiêu ấy thì có thể là nhắn tin cho Hiền nhé. Thì Hiền hướng dẫn anh chị cái cách viết bức tranh mục tiêu để mình có thể thôi miên tiềm thức của mình nhé, làm bản thôi miên nữa. Ok em anh chị. Dạ đâu, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ở đây, hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Dạ đâu, ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.